Mọi người chúng ta khi lúc mình còn khỏe, mình phải biết trân quý những thời gian để mà mình niệm Phật quý vị. Những đức thấy lâu lâu mình mệt hoặc bệnh đau khó tu lắm. Nên những cái thời gian mà mình còn khỏe, mình hết sức là trân quý để mình lên mình tu. Chánh điện ở gia đình của mình 2 thời sáng thôi. Như sáng nay khi ngủ thức dậy, những đức thấy mệt mỏi nhức đầu. Khi lên tu một thờ giống như mình thấy cũng cố gắng. Khi tu xong một thờ thấy nó cũng đỡ đỡ một chút, nhưng giờ này nó vẫn còn nhức đầu, nó còn mệt. Thì mình thấy rằng là nếu như lúc mình còn khỏe mà mình không trân quý thời gian để mình niệm Phật, mà mình thả trôi thả nổi thì uổng quá, thật sự rất uổng. Khi cơn vô thường đến với mình rồi khó tu. Giống như bữa đó những đứa qua Đại Tùng Lâm thấy hộ niệm cho một cái ca, cô này cũng mới vô chùa tu đâu mà. Hai ba tháng vậy, nghe nói ung thư tuyến giáp gì nghe thường khổ, thấy máu trong miệng nó cứ ói ra. Rồi gia đình kêu như đức vô nói chuyện mấy câu, mình cũng vô mình nói chuyện mấy câu khuyên cô niệm Phật. Nhìn cái tình cảnh đó tự nhiên bản thân mình nói mình phải nỗ lực cố gắng, nỗ lực cố gắng. Giống như Nhân Đức bây giờ này mà không cố gắng là Nhân Đức không giảng, vì cơ thể thấy nó cũng mỏi mệt. Nhưng có khi mình phấn chấn lên, mình nỗ lực lên nó vượt qua. Còn nếu như mà mình thả trôi thả nổi, ta nói là mình giải đãi. Nên mỗi một con người chúng ta khi mình còn khỏe này phải cố gắng. Nên những đức thường nói với người trong chùa rằng là bây giờ mình làm việc lợi ích được cho chúng sanh, mình phải cố gắng hết mình, hết lòng hết dạ mà làm. Đừng có để những thời gian trôi qua rồi bản thân mình hối tiếc. Khi cơn vô thường đến bất tử rồi, lúc đó mình hối hận lắm quý vị, rất là hối hận. Như những đứa thấy mình bây giờ còn sức khỏe nè, mà lâu lâu chở gió bản thân mình mệt mỏi gì một chút là thấy mình mệt mỏi, mình đuối. Như quý vị để ý trong cái mùa dịch đi, bao nhiêu người bệnh đau, bao nhiêu người chết. Rồi bản thân những đứa cũng dính bệnh, nhưng ngày nào cũng đem Phật Pháp chia sẻ, động viên quý vị niệm Phật. Nhờ động viên quý vị niệm Phật mà những đức cũng được động viên. Giống như động viên người là đang động viên mình, phải nhớ. Từ nơi đó mà nó giúp ích cho mình, nó phấn chấn lên. Giống như buổi sáng mà 10 phút những đức nói chuyện động viên chút, những đức cứ kêu phấn chấn lên, nỗ lực lên. Đừng đợi cơn vô thường đến trở tay không kịp. Phấn chấn lên, nỗ lực lên. Cứ nói gì giống như động viên mình quý vị. Nên bản thân những đức cũng thật sự cố gắng. Nên lâu lâu mình bệnh đau, mình thấy mệt mỏi, nó đuối chứ không bao giờ. Nhờ may mắn thay là mình nương vào danh hiệu Phật, cái tâm trạng con người mình nó thoải mái. Cứ đi đứng nằm ngồi, niệm Phật suốt. Vậy thì cứ bắt cái điều niệm Phật để cho người suốt nhỏ 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 nhỏ. Mình nghe danh hiệu Phật mình niệm được, mình cũng cởi mở tâm tư. Nên mỗi một con người mình nhớ,
lúc còn khỏe được nên chân thật hết lòng nhiệt tình mà niệm Phật. Đừng đợi khi mà bệnh đau mình tu không được. Nhớ nghe, đừng đợi khi bệnh đau mà tu không được. Khi cơn vô thường đến, thật sự mà nói rất là hối hận quý vị. Những việc thiện, những việc lợi ích, những việc mà bố thí cúng dường, tạo tượng đức chuông, làm việc thiện, việc ý nghĩa, làm được nên chân thật làm liền. Đừng đợi đến khi mà cơn vô thường đến, mình lúc đó hối hận. Hối hận. Một hơi thở thở ra không hít vào, cái gì mình cầm theo được đâu quý vị. Gì cầm theo được đâu. Nên người trong chùa mình cũng gì phải nhiệt tình hết mình, nỗ lực chân thật cố gắng tu, siêng năng niệm Phật. Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Bây giờ mình mà không niệm Phật thì còn phương pháp nào cứu mình? Bây giờ suy nghĩ đi. Nên phải chân thật siêng năng, tinh tấn niệm Phật mới được. Sáng nay Nhân Đức rất là mệt, nhức đầu, nhưng mà cũng cố gắng nỗ lực để dù động viên chúng một chút xíu, để cho mỗi ngày chúng ta được quen niệm Phật. Đừng giải đại, đừng giải đại. Nhân Đức nuôi các cụ già mà Nhân Đức thấy khi tuổi già khó tu lắm, thật sự khó, khó tu dữ lắm quý vị. Nên cố gắng nguyện Tam Bảo gia hộ quý vị, tín nguyện niệm Phật kiên cố, đời này quyết chí niệm Phật, để mà chúng ta hẹn gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc. Chúc vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tỉnh.